Nhà đất đi Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn góc hai mặt tiền với diện tích ngang 4m2, độ dài 10m, thiết kế một trệt một lửng, hai lầu. Nhà thiết kế rất đẹp, thiết kế hiện đại, tăng kèm full nội thất bên trong, và đây là một căn góc hai mặt tiền nha quý vị. Nhà thiết kế có khu vực phòng khách, khu vực đậu xe, phòng bếp, 4 phòng ngủ và khu vực sân thượng. Chúng ta đang đứng bên ngoài mặt tiền và chính căn góc hai mặt tiền. Và đây là một căn góc hai mặt tiền, hẻm xe hơi vô tới nhà nha mọi người, hẻm được 4m. Hẻm bê tông, chuẩn bị đổ nhựa rồi, khu hẻm cụt an ninh rất là sạch sẽ. Và nhà chúng ta là nhà căn góc nên là rất là thoáng với nhiều cửa sổ bên hông. Chúng ta đang tham quan mặt tiền góc này. Góc là con hẻm 4m nha, và mặt tiền chính cũng hẻm 4m. Ở bên góc thì chúng ta thấy này, rất là nhiều cửa sổ và có cửa hậu luôn nha quý vị. Quý anh chị đang tìm một căn góc hai mặt tiền và đẹp, có 4 phòng ngủ, full nội thất thì nên đi xem qua một vòng căn nhà này. Căn nhà này đang nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đường Phạm Văn Chiêu 100m, khu nhà lầu đồng bộ sang trọng. Trước đây là một khu phân lô và giá bán chỉ có 4 tỷ 990 triệu đồng thôi, còn bớt. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta trở lại với mặt tiền chính của căn nhà này. Ngang 4m2, độ dài 10 nha quý vị. Xây phun đất, thiết kế là một trệt, một lửng, ba lầu. Nhà thiết kế phía dưới tầng trệt có khu vực đậu xe máy và phòng khách. Phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng ngủ phía trên và một khu vực sân thượng. Khu vực dưới tầng trệt thì chúng ta sẽ có lớp cửa chính, lớp cửa cúng bên ngoài, một lớp cửa nhôm Sinfa bên trong. Khu vực không gian dưới tầng trệt thì chúng ta có khu vực đậu xe máy và khu vực phòng khách. Thì ở đây gia chủ có thiết kế tủ để giày dép này và khu vực để xe máy ở đây này. Đây nha, khu vực để xe máy của chúng ta bên ngoài này. Và bên trong sẽ là phòng khách. Thì ở đây gia chủ thiết kế cửa hậu bên hông này. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta phong thủy là đông tứ trạch, và hướng cửa hậu là hướng đông bắc nha quý vị. Thiết kế có lửng, căn nhà góc nên rất là thoáng và đẹp, cao cấp, tặng kèm full nội thất khi mua, bao gồm giường ngủ, sofa, máy lạnh, bếp âm và nhiều nội thất trang trí khác. Bên trong khu vực đậu xe sẽ là khu vực không gian phòng khách với bộ sofa tặng kèm khi mua, một màn tủ kệ tivi và có những bức tường được ốp đá trang trí rất là đẹp và cao cấp. Cuối nhà chúng ta để cầu thang nha, cầu thang đi cuối nhà nha quý vị. Nên lầu chúng ta hãy đi cầu thang ra giữa. Và dưới tầng trệt thì chúng ta có một phòng vệ sinh để sử dụng chung với phòng khách và khu vực đậu xe. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi nha quý vị. 4 tỷ 990 triệu đồng còn thương lượng cho một siêu phẩm nhà đẹp góc hai mặt tiền nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, khu vực phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí cũng khá là đẹp và cao cấp, thuộc địa bàn quận Gò Vấp, gần kề bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Di chuyển đi lại khá là thuận tiện. Quý vị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để tư vấn đi xem nhà và hỗ trợ mua nhà với giá tốt cũng như hỗ trợ vay ngân hàng. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau theo chân Hùng theo cầu thang. Cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn của cam xe. Chúng ta cùng nhau theo chân Hùng theo cầu thang lên tham quan không gian phòng bếp bên tầng lửng nha quý vị. Phòng bếp bên tầng lửng rất là rộng và thoáng này. Chúng ta đang đến với khu vực không gian bếp. Khu bếp thì chúng ta có bàn ăn 4 ghế tặng kèm, có những cái trần được ốp nhựa trang trí, có khu vực để tủ lạnh khá rộng và có khu vực để bàn ăn cũng như là khu vực bếp âm, khu vực cửa sổ ra khu vực mặt tiền bên hông, có hai cửa sổ ra khu vực mặt tiền bên hông này. Bếp thì cũng có một cửa sổ ngay ở khu vực bồn rửa trên bát nha quý vị, và bếp âm này. Ở đây gia chủ tặng kèm bếp âm, tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ an cường, kính bếp màu xanh, mặt đá bếp màu trắng, rất là đẹp và hiện đại. Ngay không gian bếp chúng ta có một khoảng hành lang này, khoảng ban công này. Khoảng ban công, không gian bếp thì chúng ta có cửa đi ra và có cây xanh cũng như là những dàn hoa giấy nhìn rất là đẹp và dễ thương. Căn góc hai mặt tiền rất là tuyệt vời, chủ xây ở rất là kiên cố và chắc chắn, và giá bán thì tương đối là hợp lý cho quý anh chị thậm chí mua nhanh. Tầm tiền 4-5 tỷ có nhà trệt lửng 3 lầu, có 4 phòng ngủ như thế này thì khá là hợp lý rồi. Quý anh chị chúng ta quan tâm hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được bên em tư vấn và dẫn quý anh chị đi xem nhà ngay cũng như là sở hữu ngay căn nhà mới sổ hồng riêng, đã có sổ hồng, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Và đặc biệt đây là một căn góc nên rất là thoáng. Chúng ta có 4 phòng ngủ và sẽ có 3 phòng full nội thất, bao gồm giường ngủ mét 6, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, màn rèm. Phòng ngủ thì có rất là nhiều cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính cũng như là bên hông, rất là thoáng mát và nhiều ánh sáng, không cần bật điện vẫn sáng trưng nha quý vị. Mỗi phòng ngủ thì chúng ta sẽ có một khoảng ban công. Một khoảng ban công nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước.
Hai phòng ngủ chúng ta sử dụng chung một phòng vệ sinh nha quý vị. Phòng vệ sinh thể rất là đẹp với bồn cầu, lavabo rửa mặt bên ngoài. Bên trong sẽ là vòi tắm hoa sen và bồn tắm đứng. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1 và số 2. Phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng có nội thất này. Nó bao gồm bàn trang điểm, tủ kệ tivi và giường ngủ mét 6, chăn ga gối đệm, tủ áo, đầu giường. Và cái phòng ngủ số 2 này thì gia chủ tặng kèm máy lạnh luôn nha quý vị. Tất cả phòng ngủ đều có ban công. Đây này, phòng ngủ này có ban công và cửa sổ này. Vô cùng là thoáng mát luôn nha mọi người. Chúng ta mua thì chỉ việc xách ba lô quần áo về ở thôi, gia chủ sẽ tặng kèm hết nội thất cho chúng ta khi mua. Di chuyển lên trên lầu, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Hẻm 4m xe hơi vào tận nhà. Và đây là một căn góc hai mặt tiền rất là hiếm cũng như là khá là đẹp. Trên địa bàn đường Phạm Văn Chiêu, phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khu dân cư ổn định. Trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 với giường ngủ và bàn trang điểm cũng như là có cửa sổ và màn rèm rất là thoáng mát. Nhà này phù hợp cho gia đình trẻ ít người hoặc là quý anh chị ở quê lên mua cho con em mình đi học thì đây là một sản phẩm phải rất là nói là rất là tuyệt vời. Rất là hợp lý luôn cho quý anh chị chúng ta. Chúng ta đang đến với phòng ngủ số 3 và chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 4 nhé. Phòng ngủ số 4 thì chưa có nội thất nha mọi người. Cái phòng này thì chúng ta có thể tự sắm này. Hoặc là chúng ta có thể để một phòng làm phòng thờ thì chúng ta có thể sử dụng phòng này hoặc phòng trước làm phòng thờ. Đây là phòng vệ sinh của cái phòng ngủ số 3 và số 4. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 phòng vệ sinh. Hai phòng vệ sinh sử dụng chung cho 4 phòng ngủ đều có bồn tắm đứng và thiết kế rất đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng nha. Theo cầu thang tiếp tục chúng ta di chuyển lên khu vực sân thượng. Khu vực sân thượng trên đây chúng ta có khu vực để máy giặt và khu vực phơi đồ. Đây là khu vực để máy giặt này. Và trên đây thì chúng ta sẽ có sân thượng trước sau. Đây là sân thượng trước sau căn nhà này, sân thượng sau này. Và ngoài sẽ là khu vực sân thượng trước nha quý vị. Đây, chúng ta đang tới với khu vực sân thượng trước. Đây là sân thượng trước của căn nhà. Rồi quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 10m, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán là 4.990.000.000 đồng, còn bớt quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng nha. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.